rẫy quý trời cho. Chương 526, bọn họ đã ở dưới lầu rồi. Người đàn ông U Đinh nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trong lòng bỗng chốc có hơi nghi ngờ, anh ta vừa rồi nói mình có nhân mạch, có thể một cú điện thoại gọi đến hơn 100 người, chẳng qua là để hù dọa Lâm Thanh Diện. Nếu như thật sự để anh ta đi tìm người, anh ta thật sự không nhất định có thể gọi được nhiều như vậy. Dù sao nhân mạch mà anh ta gọi, thật ra cũng chính là quen mấy người em dưới trướng của lão đại thế giới ngầm của thành phố Tờ. Phiền phức bình thường, những người này có thể giúp người đàn ông U Đinh giải quyết, nhưng thật sự nếu như tìm hơn 100 anh em đến đây, vẫn là điều không thể. Bây giờ Lâm Thanh Diện nghe lời của anh ta, vậy mà cũng muốn dùng nhân mạch của mình. Điều này khiến trong lòng người đàn ông U Đinh có hơi không biết nên ứng phó như thế nào. Có điều rất nhanh anh ta cũng yên tâm, tuy nói anh ta không thể một cú điện thoại gọi hơn 100 anh em, nhưng nói chung vẫn có một ít nhân mạch, trong một số thế lực của thành phố Tờ, trên cơ bản đều có người anh ta quen biết, nếu không anh ta cũng không dám sau khi uống rượu mà làm loại chuyện này. Anh ta nghe gì nói của Lâm Thanh Diện giống như người ngoài dùng, hơn nữa tuổi tác không lớn, có lợi hại hơn nữa, ở thành phố Tờ chắc cũng sẽ không có nhân mạch quá lợi hại, không chừng lát nữa gọi người qua đây, vừa hay là người anh ta quen biết. Chuyện này lại dễ xử lý rồi. Lưu Hiểu Hàm ở một bên nghe thấy Lâm Thanh Diện muốn sử dụng nhân mạch của mình, lộ ra một tia hiếu kỳ. Cô ta không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà có nhân mạch ở thành phố Tờ. Cô ta nhớ ở trên máy bay, Lâm Thanh Diện nói với cô ta đây là lần đầu tiên đến thành phố Tờ. Theo lý mà nói Lâm Thanh Diện ở đây sẽ không quá nhiều nhân mạch, cho dù có, chắc cũng chỉ là Bạch Phú Mỹ đến sân bay đón anh. Nghĩ như thế, Lưu Hiểu Hàm lại lo lắng. Có cái gọi là ác long bất đấu địa đầu xà. Bọn họ bây giờ không rõ bối cảnh của người đàn ông U Đinh này, nếu như cùng đối phương liều, nguy hiểm quá lớn rồi. Ác long bất đấu địa đầu xà, rô ngờ ma nhờ cung ngờ không tê a bờ tê cờ n ba n đi a. Cho nên Lưu Hiểu Hàm bèn nhắc nhở Lâm Thanh Diện một câu, hay là chúng ta vẫn là đi thôi, dù sao bọn họ đã bị anh dạy dỗ rồi, những người này dám ban ngày ban mặt ngang nhiên làm loại chuyện này. Không chừng thật sự có chỗ dựa gì đó, anh lại lần đầu tiên đến thành phố Tờ, nhân mạch của thành phố Tờ, chắc chắn những người bản địa bọn họ sẽ lợi hại hơn, như tiếp tục như thế, chúng ta phải mạo hiểm rất lớn, hay là vẫn là bỏ đi. Người đàn ông U Đinh nghe thấy Lưu Hiểu Hàm nói Lâm Thanh Diện lần đầu tiên đến thành phố Tờ, mắt bỗng sáng lên, nếu như thật sự như thế. Trong lòng anh ta càng thêm tự tin, một người ngoài dùng, muốn ở thành phố Tờ đấu người với anh ta, thật sự là một chuyện cười. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói, loại người xấu xa này, nếu như không một lần giải quyết, về sau sẽ còn rất nhiều phiền phức kéo theo, bọn họ sống ở lầu dưới, muốn báo thù, rất dễ, cô cũng không cần lo lắng, mặc dù tôi lần đầu tiên đến thành phố Tờ. Nhưng ở đây, vẫn có một ít nhân mạch. Người đàn ông U Đinh bỗng bật cười thành tiếng, mở miệng nói, có bản lĩnh thì gọi người, tao ngược lại muốn xem thử mày có thể gọi ai đến, nếu như người gọi đến vừa hay là những người bạn cũ của tôi, vậy tôi cũng bớt phải gọi điện cho họ đến. Lâm Thanh Diện không có quan tâm lời của người đàn ông U Đinh mà rút điện thoại. Gọi điện cho Thư Hân. Thiếu chủ, Hân Nhi cuối cùng đợi được điện thoại của anh rồi, thì chủ có phải cần Hân Nhi không? Thiếu chủ nói vị trí cho Hân Nhi, tôi sẽ đến ngay. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh của Thư Hân. Lâm Thanh Diện mặt mày đầy giạc đen, sau đó ho khẽ hai tiếng, mở miệng nói, bên phía cô có người của thế lực ngầm không? Chỗ tôi gặp phải một ít phiền phức, cần giải quyết. Thư Hân nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, lập tức trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, có, thiếu chủ ở đâu, tôi phái người qua. Lâm Thanh Diện cũng không có do dự, trực tiếp nói vị trí của mình, phía sau còn cường điệu, chỉ phái người đến là được, bản thân Thư Hân không cần đến. Thư Hân tự nhiên thấy uất ức. Có điều cô ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện, sau khi cúp máy thì vội đi sắp xếp người. Thư Hân có thể trở thành người phụ trách của quan lĩnh ở thành phố Tờ, nếu như không có năng lực, Lâm Thanh Diện chắc chắn không tin, mặc dù Thư Hân ở thành phố Tờ không tính là người giỏi nhất thương nghiệp, nhưng lấy nguyên tắc kiêm tốn của quan lĩnh, chắc chắn sẽ ở trong tối giúp Thư Hân phối hợp chuẩn bị tư nguyên mà chỉ có những gia tộc đỉnh cấp đó. Cho nên Lâm Thanh Diện không hề lo lắng người Thư Hân tìm đến không thể giải quyết phiền phức này, nếu như ngay cả mấy lưu manh này không giải quyết được, Thu Đình cũng không cần thiết tiếp tục làm người phụ trách của thành phố Tờ. Sau khi gọi điện thoại xong, Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu nhìn sang Lưu Hiểu Hàm, mở miệng gọi, cô đi lên trên trước đi, chỗ này giao cho tôi là được. Lưu Hiểu Hàm tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, nói, chuyện này cũng có quan hệ nhất định với tôi sao có thể để một mình anh ở lại nơi này.
Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, cô lên trước đi, lát nữa nếu như tôi không thể giải quyết bọn họ, cô còn có thể thay tôi báo cảnh sát, như thế cũng coi như để lại chiêu sao. Anh biết, nếu như không nói như vậy, Lưu Hiểu Hàm chắc chắn sẽ không đồng ý đi lên trên trước. Lưu Hiểu Hàm cảm thấy Lâm Thanh Diện nói có hơi đạo lý, vì thế gật đầu với Lâm Thanh Diện, nói, vậy tôi lên trên trước, lát nữa nếu như xảy ra sự chuyện ngoài ý muốn, anh nhất định phải lớn tiếng kêu cứu, tôi nhanh chóng báo cảnh sát. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, chắc sẽ không xảy ra loại tình huống này, cô lên trên đợi tôi là được. Lưu Hiểu Hàm không tiếp tục nói gì nữa. Sau khi liếc nhìn người đàn ông Udin, từ trong phòng đi ra. Đợi sau khi Lưu Hiểu Hàm đi rồi, người đàn ông Udin mỉm cười liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, xem ra mày đôi với người của mình cũng không có lòng tin, mày là người ngoài dùng lần đầu đến, tao thấy mày vẫn mau chóng quỳ xuống dập đầu trước mặt tao, xin tao tha cho mày, chuyện này cũng không có phiền phức như vậy. Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu liếc nhìn người đàn ông Udin, mở miệng nói, tôi đó là vì dỗ cô ấy đi lên, anh nghe không ra sao. Lát nữa kết cục của anh có thể sẽ rất thảm, một cô gái như cô ấy, không tiện nhìn thấy những chuyện này. Ha ha, con mẹ mày bớt ở đó mà quên quang, nói cho mày biết, ông đây ở trong các thế lực lớn cho thành phố tờ đều có người quen. Mặc kệ mày gọi ai đến, đều phải cho tao mấy phần mặt mũi, đến lúc đó kết cục thảm, sẽ chỉ là bản thân mày. Người đàn ông Udin mặt mày tràn đầy tự tin mở miệng. Lâm Thanh Diện không thèm để ý anh, mà trực tiếp cầm một chiếc ghế, ngồi xuống. Không lâu sau, điện thoại của Lâm Thanh Diện đổ chung, là một số lạ, Lâm Thanh Diện nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cung kính, anh Lâm. Tôi đã dẫn người đến nơi mà anh nói, có điều người của chúng tôi có hơi nhiều, không thể đi lên, anh đợi chút, tôi để mấy anh em lên trên trước để giúp anh xử lý phiền phức. Không cần, tôi bây giờ đi xuống. Lâm Thanh Diện đáp một câu. Sau đó Lâm Thanh Diện bèn túm cổ áo của người đàn ông Udin, lôi anh ta đi ra bên ngoài. Người đàn ông Udin bỗng mắng. Mở miệng nói, con mẹ mày làm gì, thả ông ra, mày không phải muốn tìm người đến. Bọn họ đã đến dưới lầu rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Người mày tìm đến sẽ không phải mấy tên loi choi chứ, vậy mà không dám lên lầu, mày muốn tao cười rơi răng. Người đàn ông Udin cười ha hả. Lâm Thanh Diện không thèm để ý anh ta, lôi anh ta xuống lầu, hai người đi ra. Người đàn ông Udin mặt mày đắc ý muốn xem thử Lâm Thanh Diện rốt cuộc tìm đến mấy mặt hàng gì đến. Có điều đợi khi ánh mắt của anh ta nhìn ra bên ngoài, cơ thể lập tức cứng đờ. Dưới lầu lúc này đã tập trung một nhóm đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm đen, cộng vào cũng trên 100 người, bọn họ đứng cùng một chỗ, tự nhiên nảy sinh khí thế ngập trời. Khiến người trong tiểu khu đều không dám lại gần nữa. Chương 527, tương đối an toàn. Những người này đều là mày tìm đến. Người đàn ông Udin mặt mày không dám tin liếc nhìn Lâm Thanh Diện, hai chân đã bắt đầu mềm nhũn, rùng mình. Anh ta vốn dĩ tưởng Lâm Thanh Diện chỉ gọi đến mấy ai ấy ơ, dù sao người ngoài dùng đến đây lần đầu, sao có thể gọi được người lợi hại đến chứ. Nhưng bây giờ dưới lầu vậy mà tụ tập hơn 100 người, Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ gọi một cú điện thoại, vậy mà gọi được nhiều người đến như thế, hơn nữa nhìn trong đều là người đã trải qua huấn luyện, những người này hoàn toàn khác với những tên lưu manh cuồng đó, điều này khiến sự sợ hãi trong lòng người đàn ông Udin lập tức xuất hiện. Lâm Thanh Diện gật đầu nói người đàn ông Udin, nói, chắc chính là bọn họ. Người đàn ông Udin nuốt nước bọt, cái gì gọi là chắc? Chẳng lẽ người của Lâm Thanh Diện ở thành phố tờ đã điều đến mức không rõ, ngay cả bản thân anh cũng không biết người mình gọi đến là ai. Lúc này có hai người đi ra từ trong nhóm người mặc vest, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, nhìn trông trầm vững quả quyết, một người thanh niên mặc quần áo thể thao. Khoảnh khắc người đàn ông Udin nhìn thấy hai người thì sửng sốt, suýt chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Anh ta nhận ra hai người này, người đàn ông trung niên đó, là đại ca của thế giới ngầm tựa như mặt trời giữa trưa của thành phố tờ, Lưu Bang Dận, ở trong thế lực ngầm của thành phố tờ hiện nay, Lưu Bang Dận có thể nói là đứng đầu, người có thể tranh luận với ông ta rất ít. Ít lại càng thêm ít, ở thành phố tờ, mặc kệ chọc phải ai, cũng tuyệt đối không thể chọc vào Lưu Bang Dận. Mà người thanh niên đi bên cạnh Lưu Bang Dận, tên là Tào Thạc, là đàn em đắc lực dưới trướng của Lưu Bang Dận, người đàn ông Udin trước có từng may mắn ăn cơm cùng Tào Thạc, nói ra cũng coi như quen biết. Lưu Bang Dận vậy mà đích thân dẫn người đến. Cả thành phố tờ có thể có đối đãi như thế này, sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người đàn ông Udin chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại, nếu như mấy người Lưu Bang Dận thật sự là người Lâm Thanh Diện gọi đến, vậy anh ta hôm nay thật sự xong đời rồi.
chắc chắn không phải như vậy, tên này có tài có đức gì có thể tìm được nhân vật như Lưu Bang dẫn đến. Còn dẫn một lượng lớn người như vậy, đây chắc chắn chỉ là trùng hợp, Lưu Bang bọn họ đến đây, đoán chắc là có chuyện khác, chúng tôi mới có mấy người, sao có thể đáng để Lưu Bang dẫn nhiều người đến đối phó như vậy. Không sai, nhất định là trùng hợp, người tên này gọi đến, không chừng đã bị người của Lưu Bang dẫn dò chạy rồi, cho nên anh ta mới dẫn mình xuống. Anh đây là muốn mượn người của Lưu Bang dẫn hù dọa tôi. He he, đáng tiếc anh ta không hề biết, mình có quen biết đàn em bên cạnh Lưu Bang dẫn, không chừng mình còn có thể mượn bọn họ, thu bờ tên này một trận. Trong lòng người đàn ông U Đinh dục qua mấy ý nghĩ, sau đó vội vàng giãy giãy tay với Tào Thạc bên cạnh Lưu Bang dẫn, mở miệng gọi, Tào Thạc, là tôi. Lão Trương, chúng ta từng cùng ăn cơm với nhau, tên này gây sự với tôi, anh có thể thuận đường giúp tôi thu thập anh ta không? Tào Thạc quay sang liếc nhìn người đàn ông U Đinh, phát hiện người đó anh ta quả thật quen, có điều Lưu Cờ Nay y tờ anh ta, chính là người bọn họ lần này phải giúp. Khi đến Lưu Bang dẫn đã nói rồi, người mà bọn họ lần này phải giúp. Cực kỳ quan trọng, không thể có bất cứ sai sót, thân phận của người này đã đến trình độ bọn họ không thể tưởng tượng được. Cho nên bọn họ mới trực tiếp dẫn hơn 100 anh em đến đây. Bây giờ người đàn ông U Đinh kêu anh ta đi thu thập nhân vật quan trọng như vậy, hạ da đầu của Tào Thạc cũng bắt đầu tê dại. Lưu Bang dẫn ngoảnh đầu liếc nhìn Tào Thạc. Mở miệng gọi, cậu quen người này. Tào Thạc dội lắc đầu, nói, lão đại, em không hề quen anh ta, ai biết anh từ đâu ra biết được tên của em. Lưu Bang dẫn lúc này gật đầu, nói, vậy thì tốt. Người đàn ông U Đinh lạc tức ngốc trệ, anh ta không ngờ Tào Thạc vậy mà sẽ nói không quen anh ta, giống như phủ xa trời quan hệ với anh ta. Lúc này Lưu Bang dẫn đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Cực kỳ cung kính cúi người với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, cậu Lâm, chúng tôi sau khi nhận được thông báo, lập tức chạy đến, hy vọng không có đến muộn, không biết cậu Lâm gặp phải phiền phức gì, những người tôi dẫn đến nếu như không đủ, tôi sẽ gọi thêm một số nữa đến. Lâm Thanh Diện xua xua tay, nói, không cần, chỉ là gây sự mà thôi, ông dẫn người nhiều đến như vậy. Thật sự đã quá nhiều rồi. Anh cũng không ngờ Thư Hưng sẽ sắp xếp nhiều người đến như vậy, quả thật tính như Hưng sư động chúng rồi, có điều nếu đã đến, Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, như thế cũng có thể hù dọa người đàn ông U Đinh này, tin chắc qua hôm nay, anh ta cũng không dám tìm Lưu Hiểu Hàm gây chuyện nữa. Cậu Lâm, không biết có thể thuật lại cụ thể chuyện rắc rối mà cậu gặp phải không? Tôi dễ kêu người giúp cậu thu thập những thứ không có mắt này. Lưu Bang dẫn hỏi tiếp một câu. Lâm Thanh Diện lập tức nói đơn giản chuyện xảy ra trước đó, tỏ rõ đây chỉ là một phiền phức nhỏ, chỉ cần dạy cho mấy người này một bài học là đủ rồi. Người đàn ông U Đinh ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, anh ta thế nào cũng không ngờ, Lưu Bang dẫn nhiều người đến như vậy. Thế mà thật sự là đến giúp Lâm Thanh Diện, hơn nữa thái độ của Lưu Bang dẫn đối với Lâm Thanh Diện vậy mà cung kính như thế, giống như Lâm Thanh Diện là lão đại của ông ta, anh ta còn chưa từng nghe nói ai có thể ở trước mặt Lưu Bang dẫn mà tỏ ra uy phong như vậy. Người đàn ông U Đinh ý thức đến sự việc trở nên nghiêm trọng thì quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Sau đó không một chút do dự quỳ xuống ở trước mặt Lâm Thanh Diện, khóc lóc nói, đại ca, tôi biết rồi, tôi thật sự không ngờ anh lợi hại như vậy, cầu xin anh tha cho tôi về sau cũng không dám nữa. Lâm Thanh Diện lạnh lùng liếc nhìn anh ta, không có nói chuyện, anh biết, chuyện tiếp theo, Lưu Bang dẫn sẽ thay anh xử lý. Tào Thạc nhìn thấy người đàn ông U Đinh quỳ xuống trước mặt xin tha. Đôi mắt khẽ đảo, anh ta bây giờ phải mau chóng phủ sạch quan hệ với người đàn ông U Đinh, ngộ ngỡ đại nhân vật này để ý, anh ta cũng xong đời theo. Cho nên anh ta trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông U Đinh, túm lấy cổ áo của anh ta, lôi anh ta đi vào trong hơn 100 người đó. Khi anh chọc giận anh Lâm sao không nghĩ đến khoảnh khắc này, bây giờ muốn xin tha. Nói cho anh biết, đã muộn rồi. Các anh em, cái tên ngu ngốc này dám tìm anh Lâm gây phiền phức, khiến anh ta biết sự lợi hại của chúng ta đi. Tào Thạc trực tiếp lôi người đàn ông U Đinh đi vào trong đám người. Tiếng kêu cứu của người đàn ông U Đinh còn chưa cất lên, gương mặt của anh ta liền bị một cú đấm trời giáng trút xuống. Một tiếng hét thảm từ trong đám người truyền ra. Đáng tiếc ở đây không có ai đồng cảm với người đàn ông U Đinh, toàn bộ đều muốn cho anh ta vài đấm. Lưu Bang dẫn mỉm cười đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, đưa một tấm danh thiếp cho anh, kiểu của chiếc danh thiếp rất tinh tế, còn dát vàng, bên trên chỉ có một số điện thoại, nhìn ra được loại danh thiếp này không phải ai cũng sẽ cho. Cậu Lâm, Chủ tịch Thư đã căn dặn.
Sau này chuyện của cậu chính là chuyện của chúng tôi, đây là danh thiếp của tôi, sau này anh ở thành phố Tờ mà gặp phiền phức gì đều có thể gọi điện cho tôi. Lâm Thanh Diện không có từ chối, nhận lấy chiếc danh thiếp, gật đầu với Lưu Bang Dận. So sánh với việc tìm Thư Hân, Lâm Thanh Diện vẫn cảm thấy tìm Lưu Bang Dận sẽ an toàn hơn. Chương 528, không đi. Trong chung cư, Lưu Hiểu Hàm đang lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn ghé tai vào cửa, muốn nghe động tĩnh ở dưới lầu. Nhưng sau khi cô đi lên, dưới lầu không có truyền ra bất kỳ âm thanh gì, điều này khiến trong lòng cô ta không khỏi lo lắng Lâm Thanh Diện đã xảy ra chuyện. Lúc đó cô và Lâm Thanh Diện đã nói, nếu như tình hình không ổn, Lâm Thanh Diện sẽ kêu cứu, cô ta lập tức báo cảnh sát, nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, cô ta cũng không biết mình nên làm sao mới tốt. Không phải người Lâm Thanh Diện tìm đến vừa hay quen biết với mấy tên lưu manh đó, sau đó trực tiếp dẫn Lâm Thanh Diện đi rồi chứ. Lưu Hiểu Hàm lẩm bẩm tự nói với mình, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Không được. Nếu như thật sự là như thế, vậy Lâm Thanh Diện chắc chắn rất nguy hiểm, mình nhất định phải đi xác nhận tình hình, nếu như tình hình không đúng thì lập tức báo cảnh sát. Trong lòng đưa ra quyết định, Lưu Hiểu Hàm đi đến cửa, mặt mày lo lắng mở cửa, muốn xông ra bên ngoài thì vào lúc này, cô cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó đụng vào lọng ngực rắn chắc, cả người đều bật trở vào. Cô đứng vững lại, nhìn về phía cửa, sau khi phát hiện người mình đập trúng chính là Lâm Thanh Diện, bỗng trợn tròn mắt. Lâm Thanh Diện, anh sao đã trở về rồi? Những người đó thả anh đi sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười với Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói, phiền phức đã giải quyết rồi, sau này dưới lầu sẽ không tiếp tục ồn ào nữa. Lưu Hiểu Hàm mặt mày khó tin. Mở miệng hỏi, ý của anh là, những người đó chuyển đi rồi. Gần như thế. Lâm Thanh Diện đáp một câu, bị người của Lưu Bang Dận dẫn đi và chuyển đi, bản chất cũng gần như nhau. Những người đó không phải nói mình có rất nhiều người sao, anh sao khiến bọn họ chuyển đi được chứ, bọn họ không có tìm anh gây chuyện chứ. Lưu Hiểu Hàm vẫn không nghĩ thông Lâm Thanh Diện rốt cuộc đã làm như thế nào. Không phải nói rồi sao, tôi ở đây có người tôi tìm đã đến giúp giải quyết chuyện này rồi. Lâm Thanh Diện giải thích. Lưu Hiểu Hàm lúc này mới ngộ ra bèn gật đầu, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại siêu như vậy, có thể tìm đến người có thể dập yên chuyện này, xem ra tên này mặc dù là người dùng ngoài đến, nhưng cũng có chút thủ đoạn. Nếu như cô ta bây giờ đi xuống dưới lầu xem thử, không chừng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng hơn trăm đàn em mặc vest rời khỏi, khi đó cô sợ sẽ không cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ là có một chút thủ đoạn. Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh. Sau khi hoàn hồn, Lưu Hiểu Hàm có hơi cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện, trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng lộ ra một tia hảo cảm với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Lưu Hiểu Hàm, nói, nên làm. Sau đó anh trở về phòng lấy đồ, lại rời khỏi chung cư. Mặc dù Lâm Thanh Diện không có để chuyện này trong lòng, nhưng đối với Lưu Hiểu Hàm mà nói, chuyện lần này có thể thoát được một kiếp, dù sao nếu như không có Lâm Thanh Diện, cô ta lần này rất có thể sẽ chịu độc thủ của mấy tên lưu manh đó. Chuyện này đối với Lưu Hiểu Hàm đủ để thay đổi cuộc đời. Cho nên Lâm Thanh Diện là chúa cứu thế của Lưu Hiểu Hàm cũng không ngoa. Lưu Hiểu Hàm vốn dĩ còn nghĩ bản thân nên bảo đáp Lâm Thanh Diện như thế nào, dưới loại tình huống đó, Lưu Hiểu Hàm cảm thấy Lâm Thanh Diện đưa ra bất cứ yêu cầu gì cô ta đều có thể đồng ý, nhưng Lâm Thanh Diện hoàn toàn coi chuyện này là một chuyện nhỏ vô cùng bình thường, lấy đồ xong thì đi luôn. Điều này càng khiến Lưu Hiểu Hàm cảm thấy sự quyến rũ trên người của Lâm Thanh Diện, sự hảo cảm đối với Lâm Thanh Diện tăng lên. Một mình cô ta đợi ở chung cư rất lâu, trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Lâm Thanh Diện mặc dù không có gương mặt của Nam Minh Tinh, nhưng khí chất khi cứu mình, quả thật quá ngầu, còn cả cơ ngực của anh ta. Quá rắn chắc, anh không phải có 8 múi chứ. Thật muốn sờ thử. Mãi đến sẩm tối, Lưu Hiểu Hàm cũng không có nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào gì dưới lầu, cô ta còn đặc biệt tìm người quản lý xác nhận lại, quản lý nói với cô ta những người ở lầu dưới đã chuyển đi rồi, cô lúc này mới hoàn toàn yên tâm, đồng thời lại khen ngợi mấy câu Lâm Thanh Diện đáng tin. Tối, Diêu Hinh Du trở về, Lưu Hiểu Hàm hưng phấn kể lại chuyện xảy ra hồi chiều với Diêu Hinh Du, còn không ngừng khen Lâm Thanh Diện. Diêu Hinh Du nghe xong những gì Lâm Thanh Diện nói, trợn mắt đưa tay sờ trán của Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói, Tiểu Hàm, cậu không phải bị sốt chứ, cậu vậy mà cảm thấy tên mặt trắng đó đẹp trai. Ôi trời đất, tên mặt trắng đó không phải đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc cậu chứ.
Lưu Hiểu Hàm nghe thấy Diêu Hinh Du nói như thế, lập tức lấy tay của cô ta ra, mở miệng nói, Hinh Du, cậu có thể đừng nói Lâm Thanh Diện như thế được không, chiều nay thật sự là anh ta đã cứu tới, cậu không tin thì xuống dưới lầu xem thử, những tên lưu manh đó đã chuyển đi rồi. Tiểu Hàm, không phải tới nói đâu, mà là cậu quá dễ lừa rồi, tới hỏi cậu, cậu tận mắt nhìn thấy Lâm Thanh Diện đánh những tên lưu manh đó chạy sao? Diêu Hinh Du dáng vẻ hận sắt không thể thành thép. Lưu Hiểu Hàm nghe thấy lời này của Diêu Hinh Du, bỗng sững người, sau đó lắc đầu, nói, cái này ngược lại không có nhìn thấy, anh ta bảo tớ lên trước, đề phòng vạn nhất. Cho nên nói, cậu căn bản không có nhìn thấy chuyện này giải quyết như thế nào, thì đã biết ơn tên mặt trắng đó, ngộ ngỡ chuyện này là hàng xóm khác báo cảnh sát giải quyết, kết quả tên này lại nói là mình giải quyết. Anh ta chính là vì lấy hảo cảm của cậu, dụ cô gái ngây thơ như cậu thì sao? Diêu Hinh Du nói quan điểm. Lưu Hiểu Hàm cảm thấy lời này của Diêu Hinh Du có rất nhiều chỗ không vững, nhưng vậy mà không tìm được lời nào phản bác cô ta cả. Tớ nói cho cậu biết, người như anh ta, tớ thấy nhiều rồi, cậu còn nhớ bạn trai trước nữa của tớ không, không phải cũng là một tên thích nói phét. Lời loại người này nói không thể tin. Diêu Hinh Du sau đó lời nặng ý dài nói. Hinh Du, tớ vẫn cảm thấy cậu quá thành kiến với Lâm Thanh Diện, chuyện này không có phức tạp như cậu nghĩ đâu, thật sự là Lâm Thanh Diện giúp giải quyết, hơn nữa anh ta cũng không yêu cầu tới cảm ơn cái gì cả. Lưu Hiểu Hàm tiếp tục nói thay cho Lâm Thanh Diện. Cô nàng ngốc, cái này gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô. Hiểu không, anh ta là cố tình, loại đàn ông này là đáng sợ nhất, hơn nữa chuyên môn tìm những cô gái ngây thơ như cậu mà ra tay, hơn nữa tới nghi ngờ những người dưới lầu đó. Không chừng là anh ta tìm đến diễn kịch, cố tình lừa cậu cán câu, nếu không dựa vào anh ta, sao có thể một mình đánh được mấy người đó, đây đều là âm mưu, không được, chúng ta không thể để tên này tiếp tục ở cùng với chúng ta được. Nếu không chúng ta sớm muộn gì cũng dính độc thủ của anh ta. Diêu Hinh Du nói rồi, mắt híp lại, dường như nhìn thấu bí mật to lớn gì đó. Lưu Hiểu Hàm bỗng có hơi nghẹn lời, cảm thấy cô bạn thân này của mình suy nghĩ thật sự hơi nhiều. Hinh Du, tớ cảm thấy cậu bị những người đó lừa nên sợ rồi, cho nên cảm thấy đàn ông ai cũng như vậy, tớ có thể cảm nhận rõ ràng. Lâm Thanh Diện không phải người như thế. Lưu Hiểu Hàm mặt mày nghiêm túc nói. Diêu Hinh Du trợn mắt với Lưu Hiểu Hàm nói, bỏ đi, đợi cậu ăn thiệt, cậu sẽ biết tớ nói đúng hay không, không nói tên mặt trắng đó, ngày mai Lâm Cường mời chúng ta đến quán ba chơi, nghe nói quán ba sẽ đi là Mộng Thiên Đường cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Tờ, nơi đó phí rất cao. Nghe nói còn là địa bàn của lão đại thành phố Tờ Lưu ban dựng, Lâm Cường không hổ là phú nhị đại giàu có nhất lớp chúng ta, loại địa phương này cũng mời được, ngày mai tới phải sửa soạn thật kỹ, đến Mộng Thiên Đường chơi. Lưu Hiểu Hàm nghe thấy lời nói của Diêu Hinh Du, lập tức nhíu mày, mở miệng nói, đến quán ba chơi, nghe nói nơi đó rất loạn, hay là chúng ta không đi? Ai da, sợ cái gì, có Lâm Cường bọn họ ở đó, hơn nữa lần này Lâm Cường điểm danh hai người chúng ta phải đi, nếu như không đi, chính là không có Lâm Cường mặt mũi, cậu cũng biết bối cảnh nhà Lâm Cường, đắc tội với cậu ta không phải chuyện gì tốt, dù sao cũng chỉ là đi chơi, thanh niên đến quán ba không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Diêu Hinh Du khuyên. Lưu Hiểu Hàm vẫn nhớ mày, cô ta không muốn đi, không phải vì quán ba rất loạn, mà là vì tên Lâm Cường này có ý với cô ta, hơn nữa mấy lần lộ ra suy nghĩ của mình, nhưng Lưu Hiểu Hàm không thích tên Lâm Cường này, thậm chí có hơi ghét. Có điều Diêu Hinh Du nói cũng không sai, nhà Lâm Cường ở thành phố Tờ có một doanh nghiệp không nhỏ, quả thật tính là phú nhị đại, trong nhà có không ít nhân mạch. Cô ta cũng không muốn đối đầu với Lâm Cường. Vậy được thôi, có điều chúng ta có thể dẫn theo Lâm Thanh Diện đi cùng không? Lưu Hiểu Hàm mở miệng gọi. Diêu Hinh Du lập tức trợn mắt, mở miệng nói, dẫn tên mặt trắng đó đi làm gì? Lưu Hiểu Hàm suy nghĩ, nói, Lâm Thanh Diện cũng tính là bạn cùng phòng của chúng ta, dù sao ra ngoài chơi, dẫn theo anh ta chắc không có gì. Thật ra cô ta muốn dẫn theo Lâm Thanh Diện, là vì Lâm Thanh Diện có thể cho cô ta cảm giác an toàn, chuyện hôm nay khiến Lưu Hiểu Hàm có loại cảm giác đó, cho nên cô vô thức muốn Lâm Thanh Diện đi cùng. Diêu Hinh Du căn bản muốn trực tiếp từ chối Lưu Hiểu Hàm, dù sao dẫn theo tên mặt trắng Lâm Thanh Diện đi cùng, sẽ chỉ khiến bọn họ mất mặt, ngộ nhỡ khiến Lâm Cường biết Lâm Thanh Diện là trai bao. Chắc tất cả mọi người đều sẽ cười chê bọn họ làm bạn với tên mặt trắng đó. Có điều suy nghĩ xoay chuyển, Lâm Thanh Diện định ra tay với Lưu Hiểu Hàm, cô ta vừa hay có thể mượn cơ hội này để Lâm Cường thu thập Lâm Thanh Diện một trận. Suy nghĩ của Lâm Cường đối với Lưu Hiểu Hàm cô ta biết,
nếu như Lâm Cường biết Lâm Thanh Diện giành mất hảo cảm của Lưu Hiểu Hàm, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không chừng còn có thể mượn tay của Lâm Cường, đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi chung cư của bọn họ. Nghĩ đến đây, trên mặt Diêu Hinh Diêu lộ ra nụ cười xấu xa, cảm thấy mình thật sự quá thông minh, cách hay như vậy cũng có thể nghĩ ra. Vậy thì nghe cậu đi, dẫn anh ta theo cũng không có gì, Lâm Cường chắc chắn sẽ không để ý, lát nữa đợi anh ta về đi nói với anh ta. Diêu Hinh Du mở miệng. Thấy Diêu Hinh Du đồng ý, Lưu Hiểu Hàm lập tức vui mừng gật đầu. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện từ bên ngoài trở về, mở cửa bước vào chung cư, bèn trực tiếp đi lên lầu. Diêu Hinh Du vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện muốn lừa Lưu Hiểu Hàm, cơ hội cùng đi ra ngoài chơi như vậy chắc sẽ không bỏ qua. Cho nên dùng một loại giọng nói ra lệnh, ngày mai tôi và Tiểu Hàm đến quán ba chơi, nể tình anh là bạn phòng của chúng tôi, để anh đi cùng, nhớ mặt đẹp một chút, đừng để ra ngoài làm mất mặt chúng tôi. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô ta, mặt mày không có biểu cảm gì trả lời. Chương 529, sẽ bị đánh mà tìm răng trên đất. Vốn dĩ Diêu Hinh Du mặt mày đang đắc ý sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Thanh Diện, lập tức cảm thấy cơ hội tốt như vậy, có như thế nào, Lâm Thanh Diện cũng không thể từ chối, nhưng bây giờ đối phương vậy mà không thèm suy nghĩ nói ra hai chữ, khiến sắc mặt cô ta tràn ngập sự ngượng ngùng. Anh nói cái gì? Anh nói lại cho tôi lần nữa. Diêu Hinh Du tức đến nỗi mà lòng ngực phập phồng. Lâm Thanh Diện cảm thấy cô ta có hơi vô lý làm loạn, không tiếp tục để tâm đến cô ta, vòng qua cô ta định đi lên lầu. Diêu Hinh Du lần nữa ngăn cản trước mặt Lâm Thanh Diện, khí thế đùng đùng, tôi có lòng tốt mời anh vậy mà dám từ chối, anh tưởng anh là ai, làm người đừng quá coi trọng mình quá, anh chẳng qua chỉ là bị tên mặt trắng được bao nuôi mà thôi. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện nhìn Diêu Hinh Du bỗng trở nên sắc nhọn. Khí thế lăng lệ tỏa ra trên người, khiến ngọn lửa trong lòng Diêu Hinh Du lập tức tan biến. Lưu Hiểu Hàm thấy tia lửa của hai người bắn tung tóe, cũng có hơi khẩn trương, vội vàng đi tới, túm lấy cánh tay của Diêu Hinh Du, mặt mày tỏ ý xin lỗi. Lâm Thanh Diện, thật sự xin lỗi, là tôi muốn mời anh đi chơi cùng. Hinh Du nói chuyện không chừng mực, tôi thay cô ấy xin lỗi anh. Xin lỗi, anh đừng tính toán với cô ấy. Nghe thấy lời này của Lưu Hiểu Hàm, Lâm Thanh Diện mới dịu lại, dùng ngữ khí ôn hòa nói với Lưu Hiểu Hàm, ngày mai tôi có hẹn với người khác, cho nên không thể đi chơi cùng các cô được, lượng thứ. Lưu Hiểu Hàm gật đầu, mặc dù trong lòng có hơi thất vọng, có điều thấy thái độ của Lâm Thanh Diện với mình không có tệ như trước. Bèn thở phào. Lâm Thanh Diện nói xong liền đi lên lầu, không tiếp tục lãng phí thời gian ở dưới lầu nữa. Diêu Hinh Du rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt thái độ của Lâm Thanh Diện đối mình và Lưu Hiểu Hàm, trong lòng càng tức tối. Lâm Thanh Diện khi nói chuyện với cô ta, rõ ràng là bộ dạng không kiên nhẫn, nhưng khi nói chuyện với Lưu Hiểu Hàm lại rất lịch sự, điều này khiến cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện cố tình. Hơn nữa càng chứng tỏ Lâm Thanh Diện có ý đồ với Lưu Hiểu Hàm. Cô ta căn bản không ngờ thái độ của Lâm Thanh Diện với cô ta kém, là vì thái độ của bản thân cô ta có vấn đề. Thật sự tức chết tới rồi, tưởng mình là ai chứ, thật sự coi mình tài giỏi lắm sao, ai thèm để anh ta chứ, thật là cho mặt mũi mà không biết đường. Tiểu Hàm, cậu nhìn thấy chưa, tên này chính là có ý đồ không tốt với cậu. Vừa rồi nếu như đổi thành cậu nói, không chừng anh ta sẽ đồng ý rồi. Diêu Hinh Du tức giận đùng đùng nói. Lưu Hiểu Hàm nhíu mày liếc nhìn Diêu Hinh Du, nói, được rồi Hinh Du, thái độ nói chuyện vừa rồi của cậu khiến người ta không thoải mái, Lâm Thanh Diện từ chối cũng là điều bình thường, hơn nữa anh ta không phải cũng giải thích rồi hay sao, ngày mai có hẹn, không có thời gian đi. Thái độ của tớ như thế nào, anh chẳng qua là một tên trai bao mà thôi, tớ có thể nói chuyện với anh ta đã rất cho anh ta mặt mũi rồi, đừng tưởng Diêu Hinh Du tớ dễ ức hiếp. Ngày mai ra ngoài chơi, tớ nhất định kêu Lâm Cường giúp xử lý cái tên không biết tốt xấu này. Diêu Hinh Du lượm về cái cầu thang, không hề kiên kỵ mà gắt lên. Lưu Hiểu Hàm mặt mày đầy vẻ bất lực. Cuối cùng chỉ biết thở dài, xoay người đi về phòng của mình. Sẩm tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện rời khỏi Đại học Phú Đáng, gọi xe đến quán Ba Mộng Thiên Đường. Hôm qua Lưu Bang giận sau khi giải quyết mấy tên lưu manh giúp Lâm Thanh Diện, bèn nhiệt tình mời Lâm Thanh Diện đến quán ba của ông ta làm khách, nói là muốn tận sức của một chủ nhà. Lâm Thanh Diện vốn dĩ không muốn đi. Có điều Lưu Bang giận quá nhiệt tình, hơn nữa người ta còn giúp mình, bản thân từ chối quá triệt để, rõ ràng có hơi không cho mặt mũi, cho nên bèn đồng ý tối nay đến Mộng Thiên Đường một lúc. Vừa hay mấy ngày nay anh tìm kiếm Hứa Bích Hoài cũng có hơi căng thẳng thần kinh, đến quán ba uống rượu cùng Lưu Bang giận, cũng có thể thả lỏng.
trên đường Lâm Thanh Diện đến Mộng Thiên Đường. Trước cửa của quán ba Mộng Thiên Đường, một nhóm thanh niên đã tụ tập ở đó. Người cầm đầu nhóm người này cao một, nhìn trông là một thanh niên cao lớn rắn rỏi, người này chính là Lâm Cường, phú nhị đại của lớp Diêu Hinh Du, đồng thời cũng là nhân vật nổi danh của lớp bọn họ. Nghe nói từ khi lên đại học, tổng cộng đã có mười mấy cô bạn gái, là ngựa giống thật sự của lớp bọn họ. Lúc này hai người Diêu Hinh Du và Lưu Hiểu Hàm đến cửa Mộng Thông Đường, hai người đều trang điểm, sửa soạn kỹ lưỡng, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh. Lâm Cường nhìn thấy hai người đến, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, đi tới đón, sau khi chào hỏi với Diêu Hinh Du, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói, cậu hôm nay thật đẹp. Lưu Hiểu Hàm lịch sử mỉm cười với Lâm Cường, không muốn thể hiện quá nhiều sự nhiệt tình với anh ta. Đợi thêm lúc nữa, có mấy người chưa đến, lát nữa người đến đủ chúng ta cùng vào. Lâm Cường xoay người nói với mọi người một câu. Lúc này Diêu Hinh Du đi tới trước mặt Lâm Cường, mở miệng nói, Lâm Cường, tôi có tin tức quan trọng muốn nói với cậu, cậu có muốn biết không? Lâm Cường mỉm cười nhìn Diêu Hinh Du. Nói, tin tức quan trọng gì? Diêu Hinh Du ngoảnh đầu liếc nhìn Lưu Hiểu Hàm đang nói chuyện với nữ sinh khác, nói, có người đánh chủ ý vào Tiểu Hàm. Sắc mặt của Lâm Cường bỗng tối sầm, anh ta đối với Lưu Hiểu Hàm có thể nói là nhất định phải có được, hơn nữa cũng không cho rằng có ai có tư cách tranh Lưu Hiểu Hàm với anh ta, bây giờ nghe thấy Diêu Hinh Du nói như thế. Trong lòng tự nhiên không vui, ai dám đánh chủ ý vào Lưu Hiểu Hàm, đó chính là muốn đối đầu với Lâm Cường, điều này không khác gì đang khiêu khích này anh ta. Ai? Là người của lớp chúng ta sao? Lâm Cường nhìn chằm chằm Diêu Hinh Du mở miệng nói. Không phải là người của lớp chúng ta, cậu trước đừng gấp, người muốn ra tay với Tiểu Hàm là một tên mặt trắng, được bao nuôi. Đối với cậu Lâm cậu mà nói, loại người đó chẳng qua là đồ vô dụng mà thôi, muốn thu thập loại người đó dễ như trở bàn tay, tôi nói với cậu, cũng chính là nhắc nhở cho cậu. Diêu Hinh Du mở miệng, trai bao vô dụng, loại người này cũng có tư cách phụ nữ với Lâm Cường tôi. Lâm Cường mặt mày khinh thường nói, nhìn thấy phản ứng này, Diêu Hinh Du lập tức cười lạnh trong lòng. Nghĩ không lâu nữa, Lâm Thanh Diện sẽ gặp xui xẻo. Sau đó cô ta nói một lượt những thủ đoạn mà Lâm Thanh Diện dùng để lấy hảo cảm của Lưu Hiểu Hàm cho Lâm Cường, trong đó còn thêm giảm muối, nói Lâm Thanh Diện là người có tâm cơ, là loại đàn ông khi dễ người yếu sợ kẻ mạnh. Sau khi Lâm Cường nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, loại vô dụng này. Vậy mà dám đánh chủ ý của Tiểu Hàm, cậu yên tâm, bao giờ về tới nghĩ cách thu thập thứ đó, dạy dỗ anh ta nên làm người thế nào. Diêu Hinh Du mặt mày vui mừng, có Lâm Cường giúp xử lý Lâm Thanh Diện, chuyện này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Khi mọi người đợi những người còn lại đến, một chiếc taxi dừng ở trước cửa quán bar, Lâm Thanh Diện bước xuống, đi vào bên trong quán bar. Diêu Hinh Du liếc mắt thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện, mặt mày kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm tự nói với mình, cái tên không biết xấu hổ này, mồm nói không đến, không ngờ vậy mà ở sau lưng lại bám theo, có điều như thế cũng tốt. Trực tiếp kêu Lâm Cường thu thập anh, xem anh sau này còn ở trước mặt tôi huynh quang nữa không. Cô ta vội vàng đi về phía Lâm Cường, đưa tay chỉ Lâm Thanh Diện. Mở miệng nói, người đó chính là tên mặt trắng mà tôi nói với cậu, không ngờ anh ta vậy mà cũng đến đây, tôi thấy anh ta đến kiếm chuyện, cậu Lâm, cậu không thể bị loại vô dụng này quay mặt được. Lâm Cường thuận theo tay của Diêu Hinh Du chỉ mà nhìn qua, mắt lập tức híp lại, sau đó bèn gọi mấy nam sinh, đi về phía Lâm Thanh Diện. Bọn họ cản Lâm Thanh Diện lại. Khí thế đùng đùng, mang theo loại khí thế muốn đánh nhau với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy mấy thanh niên này cản đường mình, cùng Diêu Hinh Du ở một bên vui vẻ khi người ta gặp họ. Trong lòng cũng có hơi ngạc nhiên, không ngờ quán ba bọn Diêu Hinh Du đến, vậy mà là Mộng Thiên Đường. Lâm Thanh Diện, anh không phải nói không đến sao, thế nào bây giờ lại mặc giày đi theo rồi. Tôi phát hiện con người này của anh thật sự đủ đê tiện. Mời anh đến anh không đến, lại cứ muốn lén lút đi theo, chẳng lẽ mấy người làm trai bao lại thích lại chuyện rình rập này sao? Diêu Hinh Du không khách khi giễu cợt một câu. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Diêu Hinh Du, mở miệng nói, tôi đến chỗ này tìm bạn, vậy thì có liên quan gì đến cô? Hừ, ít ở đó mà phân bua đi, anh rõ ràng chính là lén lút đi theo chúng tôi đến đây. Anh sớm không đến tìm bạn, muộn không đến tìm bạn, lại cứ vào lúc này tìm đến, ai tin chứ? Diêu Hinh Du mặt mày kinh bỉ nói. Lâm Cường bước lên một bước, anh ta cao lên Lâm Thanh Diện không ít, dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, nghe nói anh là loại người ăn bám. Suy nghĩ của loại người như anh, tôi hiểu, không phải muốn ăn không đợi Tết sao?
Anh muốn ăn bám tôi không quản được, nhưng anh đánh chủ ý vào Tiểu Hàm, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lâm Thanh Diện bất lực nhìn những người trước mắt, trong lòng anh biết rõ, những người này chắc chắn đều bị Diêu Hinh Du xúi dục đến đây. Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì, tôi không có đánh chủ ý lên bất kỳ ai, nếu như không có chuyện gì khác thì tránh ra, bạn tôi còn đang đợi ở bên trong. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Ai da, vậy mà còn giả vờ với tôi, sao hả, anh không ăn thiệt một chút thì nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Cường khua khua nắm đấm trước mặt Lâm Thanh Diện. Người đằng sau Lâm Cường mặt mày cũng đều kinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, lúc trước khi Diêu Hinh Du nói về Lâm Thanh Diện, bọn họ cũng đều nghe thấy. Lúc này Lưu Hiểu Hàm cũng chú ý đến tình hình bên này. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị Lâm Cường dẫn người dây lại thì vội vàng chạy đến. Lâm Cường, cậu làm cái gì? Lưu Hiểu Hàm khẩn trương nói một câu với Lâm Cường. Tiểu Hàm, tên này muốn đánh chủ ý lên cậu, Hinh Du đã nói rõ với tôi rồi, người này chính là loại trai bao tâm cơ sâu, như tiếp tục như thế, cậu chắc chắn sẽ bị anh ta lừa, cho nên tôi thay cậu dạy dỗ anh ta một trận. Lâm Cường nói một câu với Lưu Hiểu Hàm. Lưu Hiểu Hàm nhíu mày, nói, cậu nói linh tinh gì hả, cậu mau thả Lâm Thanh Diện ra, cậu dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ dạy dỗ người ta. Lâm Cường thấy Lưu Hiểu Hàm vậy mà bảo vệ Lâm Thanh Diện như vậy, trong lòng bỗng chốc không vui, anh ta ngoảnh đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, không ngờ anh vậy mà thật sự giỏi như vậy. Tiểu Hàm thế mà bị anh lừa thành như thế này, hôm nay không thu thập anh, ông đây không phải họ Lâm nữa. Nói xong, Lâm Cường liền dẫn các bạn học nam ra tay với Lâm Thanh Diện. Đợi đã! Lưu Hiểu Hàm lớn tiếng hét lên một câu. Tiểu Hàm, chẳng lẽ cậu còn muốn thay cái tên ăn bám này nói chuyện sao? Lâm Cường quay đầu liếc nhìn Lưu Hiểu Hàm. Không phải, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng động thủ với Lâm Thanh Diện. Nếu không các cậu sẽ bị anh ta đánh cho đến mức phải tìm răng trên đất đó. Lưu Hiểu Hàm thiện ý nhắc nhở một câu.